Trà mặn không? Có. Trà mặn sắp xẻ hết luôn. Ừ. Trà. Trời ơi trời. Bữa nay cao dữ trời. Tháng 5 bữa đó, tháng 5 bữa. Tháng 5 ngày đó hả? Dạ. Cho cá thì nó không rồi có cho ăn thức ăn không? Mua gì hổng bọc thì đâu cho ăn, đâu chịu đâu em chê thấy. Nó không ăn hả? Đâu cho ăn. Cho ăn đây tốn tiền đủ thứ. Tấm dạng ghê ha. Phước vô tắm không được hả? Không, vô nó quay quay giỡn không à. Sao kỳ vậy? Biết rồi. Không có vô chạ giỡn không được. Viên bò này phái đình bà. quay giỡn hoài vậy đó. Ừ. Giỡn giò nữa kìa. Giờ cái giá giỡn giò anh ra. Con trong chống bữa nay cao hơn con ngoài hay gì vậy Phước? Kìa cái đấy cơm gà út được kìa. Trọng 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 hơn thế vậy phải không? Hai. Hồ có gì vậy mà? Hồ. Hồ gửi cho ai? Cơm bánh. Hồ nó cơm hả? Nó giờ nó còn cái cây không biết. Còn. Cơm chiếc vợ. Hai con bò này phải có để con bơm như khỏi không mà mau dưới trời. Có. Bác đi cách có đồng trộn nữa hả? Có đồng trộn với có ái hả? Có chồng hả? Trộn với chồng. Con vừa tư mới bắt ba lớn gì mà 40 á. Ừ, 40. Tư nếp đó. Bắt con 25 triệu đó. Không, 20. 20 hả? Sao không có 25? 20 năm. 25 là ra cặp tới 50. Một con 20 năm. Ừ. Một con 20. Nghe lộn 25 đó, 20 năm. Ừ. Ừ. Bằng bò này nè. Ừ. Tao mới coi bò ổng đi mà. 20 đúng như mắt con bò này nữa. Ừ. Bò này có 36 à. 36 rồi, mày nuôi bò này nó phát mà hổm nó nhỏ, hổm mua 36 thấy nó nhỏ mà. Ừ. Bữa nay nó bự. Hôm mới sáng tắm lạnh rồi sao tắm nổi. Lạnh như trời bò sáng tắm nó quen. Tắm nó ra hơi càng hơn là hả? Chưa cho ăn cỏ hả vậy? Chưa. Tắm rồi mới cho ăn hả? Cho ăn rồi uống cám luôn. Ừ. Uống sáng là chiều uống nữa đó. Hai cử luôn. Ừ, chứ đâu hai cử một đâu. Vô đây chạ mặt cho. Vô chạ ngoài luôn nè, nó đậu đậu ngoài nè. Đây chạm rồi cho con. Cái gì? Dạ. Dạ. Gì? Chịu. Ở đây nè con. Con này sao rồi? Dây mũi không còn rồi. Bị răng mũi đó, gần tháo một chút dây luôn. Ừ. Rõ không sao, biết mũi thì máu. Cái thằng nó không biết sỏ, nó sỏ cắn sườn ta. Sỏ sao, mà ăn mũi máu thịt hoài vậy. Sỏ bá vô xương nữa. Đấy, luôn. Mũi. Lại. Điện thoại nữa nè, cái này. Thấy điện thoại lạ lạ lại đút mỏ vô hoài. À, bà Hạnh bán chưa vậy ông Phước? Chưa. Bà Hạnh hôm gà chưa bán nữa hả? Chưa. Không có gọi bán. Ừ. Này trên 2 năm à. Bò ông lớn dữ lắm mà. Bò ông gì ra, rồi em bán rồi. Ừ. Không còn cái bé nữa. Không, con nhỏ mà trả lại nó vô thịt mà con bự nó không có vô thịt. Ừ, ổng bò ổng lớn cái lắm, cao gáo dữ dằn lắm. Đây con, phải quay phim thì đứng giờ quay trời. Ừ, nó lại nó không điện thoại tao không à. Cái này nè nè, đút mỏ vô đây liếm luôn rồi. Dạ. Dạ.
khóa lại điện thoại. Anh này anh muốn lên mạng hay gì nè. Lên mạng, gửi ra nước ngoài. Rồi hôm tư mới mua đó là mấy gà tao lại có coi sao không? Ừ, 20 năm. 20 năm chứ không phải là 25, 20 năm với một con 20. Cặp 40 triệu 500. Cặp trước thì 40 triệu chẳng, cặp sau 40 triệu 500. Còn nhà hai bò này mau chứ. Tư điếp hả? Trời ơi, ông già đó ông dẻo lắm bê ơi. Bò này 36, bữa nay vô 40 triệu rồi. Mới con tháng. Con này không lợi con trong ha. Trong bỏ con này nữa rồi. Con nào cũng đẹp trơn, con trong nó có ăn đâu đủ hả? Đầy máng thì ăn, ăn không đủ hả? Cho uống cho cá không? Bò tôi lọc trong cặp nó trả 84 rồi đó, chưa bán. Trả cặp nó 84 triệu rồi đó. Trả nó thuốc đó mà trả không chỉ á. Ừ. Lọc kỹ lắm. Nó hởm hai con, con trong nó nhỏ hơn con bìa này nè, nhỏ hơn ngoài này nè. Con trong nó hởm nhỏ hơn con ngoài này luôn. Bữa nay nó bự hơn. Ra cho ăn con. Nó bự hơn ta. Ông mua 40 triệu nhưng muốn em bằng bò ngoài này chứ nhỏ hơn bò trong. Ừ, nhỏ hơn bò trong, 40 triệu 500, nhỏ hơn bò trong. Con một là cao dữ lắm mà nó không vô thịt gì đó mà. Anh nuôi lâu lắm rồi, xong bò đó anh không chịu dỗ để hoài ta, không phải thẹo. Trông vậy ghê hả? Bởi cái đít con trông thôi kìa, trông đít chà bá rồi. Rõ ràng thì trông dữ dằn hơn ở ngoài, cao hơn rõ ràng, hết sức cái đuôi thì trời.
con hai con bò này lên gần 1m3 trời, bao ghê trời. Hổm nhỏ xíu, hổm thấy nó mua, tao nói mua 36 triệu cũng hơi mắc. Ừ, tính ra nó mau, mang bò này mau ghê trời. Cũng như bò tao mua 9 triệu, trời ơi, chút xíu một xíu. Biết con bò này tả đất nó hết hồn. Về ba bữa con tắm bắt đầu bữa sau bắt đầu tắm sáng không quen rồi. Tắm 15 rồi còn bỏ hết hồn con trong vậy ngoài.